Rồi, chào mừng cô chú và các anh chị đã quay trở lại kênh nha nay tôi làm về tiền Argentina thì thật à, nhìn sơ qua các bạn nhìn nó rất là giống như cái bộ tiền Venezuela vậy đó tôi nghĩ chắc là Argentina với Venezuela thì đặt ở chung một cái nhà in để mà in tiền quá nhưng mà ngược lại thì tiền Argentina nó có giá hơn là Venezuela nói chung là vậy đây cái bộ này à, tôi tâm đắc nhất á, là tại vì nó quá đẹp, nó cực kỳ đẹp luôn các bạn, đó. thì tất nhiên những cái tờ tiền nào càng đẹp á, thì cái tiền, thì cái màu sắc của nó càng nhiều và mà khi mà màu sắc nhiều á, thì cái cái giá thành in cái tờ tiền này ra rất là cao, nó không có rẻ như cái tờ bình thường đâu, nhiều khi có những cái loại giấy này nè, nó in giá tiền nó còn cao hơn cả bolivar nữa, đó, rồi đầu tiên tôi sẽ đi vào tờ đầu tiên nè đây là tờ 5 peso Argentina đó ông này là thống tướng của Argentina giải phóng của vùng Nam Mỹ đó. ông tên là Ho Jose de San Martin nè bên cạnh Jose de San Martin thì cũng có ông Simon Bolivar ông này thì khá nổi tiếng ở trên tiền của những cái nước như là Bolivia, Colombia, Chile này kia đó. thì nói chung là những cái ông này giải phóng là giải phóng một vùng những cái nước đó chứ không phải là chỉ riêng là danh, danh nhân của một nước thôi. tất cả những cái nước ở vùng Nam Mỹ đều tôn thờ những người này hết. thì các bạn hỏi tại sao là những người này mà ở ở vùng Nam Mỹ chỉ toàn là dân da da dân đỏ? hay là người ma gia gì này, cái kia đó mà tại sao những người này không phải là những người đó thì uh, tôi nghĩ chắc là những ban đầu á, thì cái vùng tây ban nha họ qua họ xâm lược vùng nam mỹ họ khai thác không địa này kia thì họ sẽ đem những cái người da đen hay là những cái người bản địa ở xứ của họ qua bên nam mỹ để mà khai thác thì tất nhiên là những cái người đó thì có một cái chuẩn cao hơn cũng được học tập này kia nhưng mà cũng có một cái số người á, thì cũng dạng là nghèo mà thì tất nhiên cũng trong cái thành phần mà nô lệ tương tự như những cái người da đen á thì tất nhiên bị áp bức quá thì họ mới đứng lên họ đấu tranh họ họ giải phóng họ giành độc lập đó như đó thì những người này thì gốc á, thì cũng là người tây ban nha thôi nhưng mà khi mà họ giành độc lập thì họ tự nhận mình là người Argentina vậy đó năm peso nè đó bóng chìm là của ông san martin nè à. Để coi ở đây có thông tin của ông nè Nó năm sinh năm mất nè 1778 nè Rồi Rồi mình tới tờ thứ hai nè tờ Thứ hai là tờ 10 peso Đó, 10 peso ông này là ông khác nè Manuel Belgrito nè Đó Buenos Aires Là cái tên của ông này á, là lấy Để mà đặt cho cái thủ đô của Argentina Thủ đô của Argentina nè các bạn Buenos Aires nè, đó. Còn đây là chiến tranh giải phóng Argentina nè, và khi họ chiến thắng họ dơ cái lá cờ này lên, cờ này hiện tại là của Argentina. Thì uh, hiện tại nó có thêm một cái hình ông mặt trời ở giữa nữa các bạn. Chứ ngày xưa thực chất thì nó không có. Sau này thì nó thêm thêm vào thôi. Đó, bóng chìm là cũng là ông này. Đây là mặt trời Argentina nè đó đây là mặt trời rồi đây là tờ 20 nữa các bạn cái con này là cái con alpaca có nghĩa là lạc đà nam mỹ đó các bạn ở đây tôi ấn tượng nhất là tại vì nó có những cái bảo an mà cực kỳ đặc biệt luôn các bạn đó đầu tiên đó là cái tấm bản đồ của argentina này các bạn và ở dưới này nè các bạn thấy một cái góc ở dưới này góc góc này đó nó có một cái phần đất mà cỡ hình tam giác này nè giống như là một cái một, cái, phần tám cái miếng sandwich này, cái miếng pizza đó thì cái vùng đất này đó là cái vùng nam cực Argentina cũng chiếm một phần của nam cực như các bạn một phần ở làm lãnh thổ thì đó sẽ nhập vào trong cái bản đồ của họ ở dưới này tại vì nó ở xa quá thì cho nên người ta sẽ gộp vào đây đó thì bảo an của nó là một cái con abaca là mini nè cái con nhỏ nhỏ nè nó sẽ để một cái con đó ở đây và bóng chìm cũng là nó luôn đó bóng chìm cũng là cái con này luôn và ở đây nè các bạn thấy nè nó có những cái dấu chân nè đây là cái dấu móng guốc của cái con này tượng trưng cho cái con này còn 20 mươi là cái số la mã số la mã như các bạn Số la mã là vô một một chữ x đó là 10, hai chữ x là 20, đơn giản vậy thôi. Khá là đẹp đó các bạn. Ăn đứt luôn cả tiền Vene. Còn cái này là những cái nhũ nè, nhũ bóng nè. Các bạn thấy không? Cái nhũ bóng đó các bạn thấy 20 20 20 nè. Nhưng mà các bạn cầm vậy không thấy. Thì các bạn dơ lên kìa, dưới ánh sáng rồi nè, ánh sáng chiếu vào thì sẽ thấy nè. Đó, cái này là nhũ sáng. Đó. Rồi tới tờ 50 Tờ 50 nó cũng bảo an y chang vậy đó Đó đây là cái dấu dấu chân của con cần cần Bóng chìm của là nó luôn Cần cần gì nhìn cái mặt giống như, như, con gà Tây vậy các bạn đó. Thì những cái khung cảnh ở đằng sau Cái khung, khung cảnh thiên nhiên này nè Nó đều lấy từ một cái khu bảo tồn thiên nhiên gọi là casa de mondena nè có nghĩa là hình ảnh của những tòa tiền này ở mặt sau nó đều khác nhau nhưng mà nó vẫn ở chung một cái địa điểm này nè đó thì bảo an của nó sẽ có một cái con này cũng cái con con uh, chim nhỏ còn đây thì các bạn thấy nè có tấm bản đồ thì cái con này chắc chi là chim mà thì nó sẽ nó sẽ phân bố đầy hết ở trên cái lãnh uh, vùng lãnh thổ của argentina cho nên nó không có ghi ở đây Đó, các bạn thấy không? Nhũ sáng 50 nè. Đó. Giờ mình sẽ tới tờ 100. Tờ 100 là tờ này là phát hành sau cùng á, phát hành năm 2020 đó các bạn. Đó. C nè. La mã. Chữ la mã là 100 á, là số 100 á. Còn L đây nè các bạn, L là 50 nha. Còn C đó là 100 đây dấu chân của nó nè, Có móng guốc của nó nè, đó. ở đây có một thêm một cái phòng giờ nhũ bảo an ở đây nè, 100 con này là con hu nam mỹ, đó à mặt sau cái vùng thiên nhiên nó cũng y chang vậy, hiện nó sẽ có thêm một cái con hu nhỏ nhỏ xíu đây nè các bạn, nhìn nó mắc cười lắm, nó, nó cũng là bảo an đó, đó vẫn là bản đồ thôi nhưng mà nó không có ghi cái vùng phân bố của những cái con này của của, của con hưu này thì tôi nghĩ là chắc chắn thì có con này chắc phân bố đầy ở trên cái là vùng lãnh thổ này luôn thôi Đó. còn đây là tầng 100 nè cái bóng chìm 100 là hình con hu nữa các bạn Đó. rồi thì tầng 100 mình sẽ tới tầng 200 tầng 200 này chất lượng nó không có mới tầng 200 này các bạn thấy nó bị xếp nè tại vì tôi không chưa có mua được cái tầng mới nhưng mà tôi thấy đủ rồi thôi, tôi, tôi, đưa lên luôn chứ không có cần thiết phải làm mới đâu. Đó, để đây thì một cái nhũ ở đây là nhũ bảo an là nhũ màu xanh nó khác như, với những cái tờ nãy nè. Còn đây là con cá voi. Cá voi thì biểu tượng là cái đuôi nè, nó cái đuôi bơi 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 vậy thôi. Mỗi lần mà, mỗi lần mà bơi á thì nó đưa nguyên đuôi lên trên mặt nước rồi đó. Rồi, đây là vùng cây bụi của vùng Casa đến Modena nè đó thì ở trên cái bản đồ này các bạn sẽ thấy nó khác nhau nè con cá voi này nó sẽ phân bố ở những cái vùng sát với vùng Nam Cực nữa các bạn đó ở đây là cái ranh giới của ôn đới với lại ở đây là Nam Cực đó các bạn ở đây hơi xứ lạnh nè các bạn đó thì họ vẽ những cái đuôi của con cá ở đây có nghĩa là nó phân bố ở những cái vùng biển ở đó Bóng chìm là con cá voi luôn. Rồi, còn đây. Đây là con báo các bạn. Con báo nha, thì bóng chìm của nó sẽ là con báo nè. Thì nó sẽ có dấu chân của con báo nè. Bốn ngón chân với một cái móng đeo á cái cái móng à, ở trên à, ở, ở, nó cũng ở, ở trên này nè nhưng mà nó cao hơn rồi, gọi là móng đeo thì lúc mà nó đi á, nó không có ịn hết năm cái ngón chân nó chỉ bốn ngón chân thôi đó thì đây là các bạn thấy nè, cốt nó vùng nó, nó cái vùng phân bổ của nó là vùng ổn đới nè chỉ là một nửa vùng lãnh thổ của Argentina thôi đó. Đây, đây có con báo nhỏ xíu nè. Nhìn cũng dễ thương á. Nhưng mà tôi thấy nó giống như là nó vẽ theo kiểu hoạt hình nữa các bạn. chìm con báo, tờ 500. Rồi, còn đây là tờ 1.000 nè các bạn. 1.000 là cái tờ lớn nhất của Helena. 1.000 peso. Còn đây là cái con chim. Ho, Honero nè. Hồ đây Rô không biết có phải định chim bồ câu không Hay là chim đặc hữu của vương, vùng đó Đây là cái dấu chân chim nè Còn đây là bảo an 3D Nó nhũ 3D nè Nó khác Mỗi một tờ cái cái, cái dạng bảo an nó khác nhau rồi đó. đó Thì có ở những cái vùng này con chim nó phân bổ vùng này nè Đó Thì chỉ có vậy thôi Chứ không có cái gì hết có con chim nhỏ xíu nè nhìn giống như hoạt hình vậy đó một nghìn piso đó một cái số la mã là m rồi đó các bạn năm 500 là chữ d 200 là chữ cc cái này là số la mã các bạn mình biết là mấy bạn là, là ngày xưa các bạn có học quanh cấp 2 á các bạn có học qua cái phần số la mã nhưng mà mình nghĩ chắc chắn là không có ai nhớ hết thường là chỉ nhớ tới số 100 thôi còn những cái số mà lớn hơn giống như, như là ít ít này kia nè nó mcd là các bạn đâu có được học đâu nói chung là có học nhưng mà các bạn không thể nhớ được tại vì kiến thức mình cũng nhiều mình học một dạng rồi đó thôi chứ học hết như tàu quả ấy. đó ở đây là mình có 8 mệnh giá và hiện tại tiền của Argentina đang mức giá rất là trọng trọng nhưng mà nó không có tụt đến mức độ như của Venezuela, đâu. Venezuela nó tụt quá, nó tụt đến phần triệu phần trăm lượng. Thì Argentina thì nó cũng tụt nhưng mà nó nó tụt không có nhiều. Các bạn biết ngày xưa cái tờ này là gần cả cả triệu bạc một tờ mà bây giờ nó không có đạt được cái mức độ đó nữa. Tụt xuống còn có năm trăm mấy ngàn đó. đó, thì những cái tờ này tôi nhớ ngày xưa là tôi mua tờ này là ngày xưa tôi mua là gần năm trăm mấy ngàn, bây giờ còn có ba trăm mấy à tôi mua mà tôi bán không được thì tôi để lại thế nào thì tôi cũng như là tự tôi ôm bơm rồi đó bán không được coi như là ngậm luôn là, chết luôn theo giá thị trường thì nó đang tụt xuống rất là ca rất là mạnh các bạn đó tôi nghĩ chắc là trong tương lai thì trong vòng vài năm tới thì nó sẽ đổi tiền và cái bộ này á, nó sẽ rẻ nói chung là nó sẽ cao hơn Venezuela một chút thì tất nhiên ai cũng có cơ hội sẽ để sở hữu hết đó các bạn cái nước này thì nó cũng các bạn biết cái vùng nam mỹ mà brazil colombia hay cái gì đó suốt ngày cứ đổi tiền không một bộ tiền xài có ba bốn năm là mới mới đổ đầu đổi không hiểu nổi vậy, vậy, nha rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn về bộ tiền argentina đó thì hy vọng là nó sẽ tụt xuống tiếp nữa để cho các bạn có cơ hội sở hữu và mình cũng có cái cơ hội mà mình mua về mình nhập về cũng để lại một bộ mình chơi nói chung bây giờ bộ này cũng hơn một triệu mấy nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể mua bây giờ mà cũng tôi không không biết thì sang năm sau nó có tuột nữa không hay là nó giữ giá thì tùy vào cái tình hình kinh tế của bên đó với cái chính cái, cái cái chính sách của nó như thế nào thôi đó. thì tương lai mình chưa nói trước được nhưng mình vẫn cứ vẫn cứ hy vọng thì nó sẽ có một cái giá hợp lý để mình mình mua rồi các bạn uh, nhớ bấm theo dõi facebook nhà kia của tôi nha và đừng quên nếu mà các bạn nếu mà muốn tới giao lưu hay mà mua bán gì đó thì các bạn nhớ gọi trước trước khi tới vậy thôi rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh